Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây mến chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn cách làm tép mỡ da giòn riêng với lại nước mắm tỏi ớt. Làm cách này da giòn, thơm mà khi mình làm á, nó cũng không có bị văng dầu nữa. Mời các bạn vào bếp cùng mình để thực hiện món này nha. Đầu tiên mình có sử dụng ở đây là 1 kg thịt nọng để làm tép mỡ nha. Còn nếu mà các bạn không thích phần thịt nọng này để làm tép mỡ thì mình thay là cái phần mỡ lưng á. Thịt nọng này thì nó sẽ có vừa nạc vừa mỡ, nạc ít thì mỡ cũng nhiều và ăn nó cũng mềm nữa các bạn. Cắt ra những cái miếng vừa vừa như vậy thì chút nữa mình sẽ sơ chế sau nha. Bây giờ thì mình chia sẻ đến các bạn phần gia vị. Gia vị thì mình sẽ có như sau nha. 4 muỗng canh nước mắm. Nước mắm này thì mình chuẩn bị là nước mắm giảm mặn cho nên độ mặn không cao. Tùy theo loại nước mắm mình sử dụng các bạn nên gia giảm ha. 1 tép tỏi nhỏ mình băm nhuyễn. Ớt thì mình chuẩn bị là ớt sừng 2 trái và ớt cay 1 trái mình băm nhuyễn ra nha. Ớt sừng là ớt này nè các bạn, ớt này không cay. Rồi ớt cay thì mình sử dụng 1 trái và tùy theo cái độ cay các bạn có thể gia giảm. Ớt sừng thì tạo lên cho cái màu món ăn nó đẹp hơn đó. 1 muỗng cà phê bột ngọt và ở đây thì 4 muỗng kem đường. Rồi ở đây thì mình sẽ có thêm là tỏi đã phi sẵn nè. Thì cái này mình mua ngoài chợ đó các bạn. Ăn rất là thơm mà không bị đắng, không bị hăng nữa. Khi làm món này á, các bạn sử dụng tùy theo mình thích mùi vị tỏi nhiều thì mình cho nhiều ha. Mình đã chuẩn bị ở đây sẵn một cái nồi nước sôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho những cái phần thịt vô để luộc sơ. Thịt này mình không có cần luộc cho lâu nha các bạn. Mình cho vô xong rồi á, thì mình sẽ đảo tới đảo lui vài lần. Sau đó thì mình sẽ vớt ra liền, chứ không để lâu. Phần thịt nọng này thì các bạn có thể sử dụng để mà mình làm món thịt kho tàu đó. Vô cùng ngon luôn các bạn. Mình cũng hay mua cái thịt nọng này để làm món thịt kho tàu. Trong những cái dịp Tết sắp đến rồi nè, thì hôm nào mình chia sẻ đến các bạn cách nấu thịt kho tàu từ thịt nọng này ha. Ăn mềm mà nó ngon lắm. Trụng sơ thôi thì bây giờ mình sẽ vớt ra liền nha các bạn. Phần thịt rất là ngon luôn, mình đi chợ sớm đó thì mình sẽ lựa được những cái miếng thịt ngon như vậy. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ cắt ra nè. Thịt này khi mà mình nấu xong rồi nó sẽ teo lại nhiều, cho nên là mình sẽ cắt cái miếng nó hơi bự một chút nha các bạn. Phần thịt thì mình luộc ở bên trong nó sẽ còn hồng hồng như vậy nè, nó chưa có chín nha. Đây các bạn. Xong rồi thì mình sẽ cho vô nồi chiên không dầu để mà mình chiên ha. Đầu tiên thì mình sẽ chiên trong vòng 30 phút và mở nhiệt là 170 độ. Cứ cách 10 phút thì mình sẽ mở ra và sau đó mình sẽ đảo đều để cho phần thịt này nó được vàng đều hơn. Tùy theo mỗi bếp khác nhau, mỗi lò nướng khác nhau thì khi mình chiên bằng nồi chiên không dầu đó các bạn nên canh chỉnh lại cái nhiệt ha. Nhưng mà mới thì mình sẽ chiên là 170 độ. Sau 10 phút nè, mình lấy ra mình đảo đều lên để cho thịt ở bên dưới nó cũng đều á. Và tiếp tục mình nướng, cứ cách 10 phút thì mình sẽ mở ra một lần. Thì các bạn thấy phần thịt nè, nó đã chuyển sang một cái màu khác rồi ha. Tầm 30 phút thì các bạn lấy phần thịt này ra và cái nước mỡ nó cũng ra nhiều nè. Mới thì mình sẽ mở cái nhiệt vừa vừa thôi để cho nước mỡ nó ra từ từ. Đủ 30 phút rồi thì mình sẽ lấy cái phần nước mỡ ra nha các bạn. Nước mỡ ra rất là nhiều luôn và trong sờn luôn các bạn, không hề bị đen mà cũng không hề bị đục luôn á. Phần thịt này á thì mình sẽ để bên ngoài tầm 5 phút để cho nó hơi nguội bớt chút xíu thì mình sẽ đem đi chiên lần hai nha. Như vậy sẽ giúp cho miếng thịt được giòn hơn và ngon hơn nữa. Thơm lắm luôn các bạn, bây giờ thì cái màu nó hơi vàng vàng rồi nè. Để cho phần thịt được nghỉ chút xíu thì bây giờ mình sẽ đem đi chiên tiếp tục. Và bây giờ mình cũng chiên trong vòng là 30 phút. Thời gian đầu 15 phút thì mình sẽ chiên với nhiệt là 180 độ. Và các bạn nhớ canh mình đảo đều ha. Tiếp tục thì mình sẽ lấy ra nè. Các bạn thấy nó rất là ngon luôn ha. Và mình sẽ chiên thêm một lần thứ hai. Để cho tép mỡ được giòn hơn thì lần này mình sẽ để ở cái nhiệt là 150 độ và còn 15 phút còn lại đó thì mình sẽ để cái nhiệt nhỏ thôi để cho tép mỡ được giòn hơn.
mà không bị áp nha. Các bạn nhớ canh lửa, canh cái nhiệt độ của mỗi bếp khác nhau, tại vì nó cũng có nóng ít hay là nóng nhiều nữa đó. Thì khi mà mình chiên đủ thời gian rồi, các bạn thấy phần tép mỡ rất là ngon luôn á. Phần mỡ này nó ra rất là nhiều rồi, nó sẽ giúp cho những cái phần tép mỡ này được giòn hơn và thơm hơn. Các bạn cũng thấy là khi mà mình chiên như vậy á, nó không có bị nổ, không bị văng dầu, nhưng mà cái lớp da bên ngoài nó vẫn nổ đều hết trơn nè. Nếu mà các bạn thắng tép mỡ bằng chảo bình thường á thì cũng được luôn nha, nhưng mà nó sẽ hơi bị văng dầu, các bạn nhớ là cái nắp mình đậy lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vô chảo, đây là một ít mỡ của cái phần mỡ lúc nãy mình đã chiết ra đó. Rồi mình sẽ cho một ít tỏi tươi vô để tạo mùi thơm, phi thơm lên nha các bạn. Tỏi vàng thơm rồi thì mình sẽ cho nước mắm và cho đường vô. Khúc này thì các bạn nhớ giảm lửa nhỏ lại để tránh cái phần đường và phần nước mắm bị khét đó. Cho tất cả gia vị vô luôn, bột ngọt nữa nè, rồi cả phần ớt nha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên và mở bếp lửa lớn lên nha, để cho cái phần sốt này nó sánh kèo trở lại. Nước mắm thì mình chuẩn bị là nước mắm giảm mặn, cho nên độ mặn nó sẽ không cao. Các bạn nên nêm nếm lại, nếu mà cho nước mắm nhiều quá thì cái phần món ăn này nó không được ngon nữa. Mình đảo đều đến khi nào mà nước mắm sệt lại và các bạn thấy cái bong bóng nó lớn rồi nè, thì như vậy chứng tỏ là nó đã sánh lại rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho hết phần tép mỡ vô. Rồi mình sẽ cho luôn cái phần tỏi phi vô. Tại vì mình thích ăn cái vị tỏi nhiều á, cho nên là mình để nhiều, còn các bạn không thích thì mình nên giảm lại nha. Rồi sau đó thì mình sẽ giảm lửa vừa lại và mình đảo đều lên đến khi nào mà các bạn thấy cái phần tỏi nè, gia vị nó bám đều ở bên ngoài hết thì mình tắt bếp được rồi. Trong khi mà tắt bếp thì mình cũng đảo đều thêm chút xíu nữa để cho gia vị nó bám đều hơn nha. Rất là thơm luôn các bạn. Tép mỡ thì nó giòn, còn bên ngoài thì sẽ bám đều những cái gia vị tỏi, ớt nè. Nước mắm và đường thì nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình được thơm và ngon hơn. Đây các bạn coi, vừa mỡ vừa nạc mà ăn rất là giòn, không hề bị khô. Nếu mà mình sử dụng cái loại thịt khác giống như là thịt đùi hay là thịt ba rọi á, thì nó sẽ bị cứng nha. Cho nên là mình chỉ sử dụng là thịt nọng thôi, hoặc là mình mua mỡ lưng nha các bạn. Món ăn này thì có thể ăn vặt nè, còn không thì mình có thể làm cho mấy anh nhâm nhi một bữa, đều rất là ngon luôn. Rồi video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.